Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay báo Lâm Đồng Online sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những trải nghiệm rất là thú vị ở thành phố Đà Lạt, đó chính là làm gốm thủ công. Chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Trên tay tôi đây là sản phẩm do chính những vị khách của làng An Grab tạo ra, vô cùng độc đáo phải không ạ? Và để tạo ra được một sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ trải qua các bước tạo hình, trang trí, phơi khô, tráng men và sau đó là đem nung. Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm quy trình này nhé. Thì tôi đã hoàn thành cái sản phẩm cuối cùng của mình là đây. Và sản phẩm này thì sau khi được trang trí sẽ được gửi lại tại làng An Grab để tiến hành phơi khô trong vòng từ 15 đến 20 ngày. Sau đó là tiến hành các bước như là tráng men và nung thì sẽ hoàn thiện sản phẩm. Và sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được các bạn của làng An Grab gửi đến tận tay của chúng ta. Khi khách hàng tới đến Vàng An thì ngoài việc là hiểu thêm về văn hóa và truyền thống nét đẹp của Việt Nam thì khách được các bạn nhân viên hướng dẫn chỉ cho mình làm ra những cái sản phẩm mà có thể áp dụng được trong đời sống hàng ngày. Thì thông qua sản phẩm đó thì các bạn có thể biết thêm về các quy trình làm ra những sản phẩm và các bạn biết hiểu thêm về nghề thủ công Việt Nam của mình.